sắt trượt và lồn. Sao mở cửa rồi? Sợ để đúng cái cửa sập cái này nó chuyện chết, còn cửa trước này và anh cứ nhờ cái bên cửa sập thì nói chuyện gì. Lé lé lồng đá khốn bao cái tụt luôn. Thank you.
nhảy luôn cửa trước mặt rồi. Nhảy luôn. Con đéo ấy. Cổ vũ mèo. Ây da, cảnh giác lắm. Quá cảnh giác. Đớp, đớp khó đấy. Đá kiểu chạm vào vắt đàn luôn thì sập cửa này. Ây da. Ghê nhỉ. Quả này thì lên hẳn trên. Sao vậy đang nhảy? Đâu đỡ rồi. À được. Nhảy vào. Cái định mệnh đeo cửa mặt trước thì đéo nhảy nhảy được rồi. Bút xịt tới đây thế đéo nó lại đéo sang cửa bên kia, nó cứ đứng cửa bên này. Quen mùi rồi. Bầu hành vân lòng. Không đỡ rồi. Tưởng đánh nó phải đánh quanh lồng. Thằng kiểu trao thôi, mấy quả nhảy sắt trước ngực kia thôi. Vẫn lấy. Vẫn lấy cầu tư. Mùi cân tất. Chẳng ngại gì. Nhà vô. Quýnh lồng. Nên bên này. Đéo sang vai tưởng. Ghê. Mồi vẫn tít. Không vấn đề gì hết. Quẩy tiếp. Chết nha.
Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bục Hành Linh. Bổ quá chất luôn.